Vâng, hôm nay Vova sẽ quay lại nói chuyện với các bạn, chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về cái vấn đề Biển Đông, vấn đề Biển Đông mà các cái phương án mà giải quyết cái tranh chấp, giải quyết các cái vấn đề về tồn tại về Hoàng Sa, và Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam. Chắc là các bạn cũng theo dõi trên mạng xã hội. Ngày hôm cách đây vài hôm thì ông Trung Quốc, cái tàu chiến của Trung Quốc có làm một cái việc mà nó rất là trẻ con, tức là ông ấy ăn trộm, ông ấy phải là ăn ăn cướp một cái tàu lặn của cái tàu nghiên cứu hải dương của Mỹ. Thế thì bà con Việt Nam mình xôn xao là ở Trung Quốc bây giờ nó giỏi quá rồi, nó ra Biển Đông, ra khu vực hải phận quốc tế này, nó gặp cái gì nó cướp cái đó. Thế mình cũng theo dõi, mình cũng xem, thì mình bảo là chết rồi. Thế này thì mấy ông lính của Tập Cận Bình hay là ông ra ông ấy cướp cướp thiết bị của tàu nghiên cứu hải dương của Mỹ, em bị mắc mưu rồi, mắc mưu rồi. Một cái hải phận quốc tế mà các bạn hình dung là ai đó lại có thể ra ra để mà ăn trộm hay là để ăn cướp một cái trang thiết bị ở khu vực quốc tế, chết không. Nó hành xử mà nó bất tuân luật pháp, mà không tuân thủ bất kể một cái chuẩn mực nào cả. Thế thì mình cũng nhân cái việc này thì mình cũng chia sẻ với các bạn một vài cái ý kiến về cái việc giải quyết các cái vấn đề về Hoàng Sa và Trường Sa. Như các bạn biết đấy thì ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì phía Trung Quốc đã cho một cái lực lượng quân đội rất là hùng mạnh ra tấn công và gây ra một cái cuộc chiến nhanh nhanh chóng và cướp toàn bộ cái Hoàng Sa của Việt Nam. Tại thời điểm đó thì Việt Nam Cộng Hòa đang đang nắm cái quyền quản lý, tại vì theo cái hiệp định Geneva thì cái mà phân chia từ cái vĩ tuyến 17 trở vào trong thì thuộc Việt Nam Cộng Hòa quản lý cái lãnh thổ. Còn phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì từ vĩ tuyến 17 trở ra. Và cái Hoàng Sa, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì nó nằm ở trong khu vực vĩ tuyến 17 trở vào. Và ngay sau khi cái việc mà Trung Quốc cướp trắng cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ từ tay của Việt Nam, của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì lập tức Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có những cái công bố, những cái tuyên bố gửi ra Liên Hợp Quốc và tuyên bố rằng là cái việc mà Trung Quốc cướp cướp trắng cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì là một hành vi mà vi phạm trắng trợn các cái công ước rồi các cái luật pháp quốc tế, tại vì thời điểm đó Việt Nam Cộng Hòa đã là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Tại thời điểm 1974 đó thì Việt Nam Cộng Hòa đã là thành viên chính thức, là thành viên của Liên Hợp Quốc, và lúc đó thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chưa là thành viên của Liên Hợp Quốc. Và việc cướp trắng quần đảo Hoàng Sa từ cái sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa thì Trung Quốc đã ngang ngược, gần như là coi thường các cái chuẩn mực về luật pháp quốc tế. Và như các bạn biết thì cái sự kiện đó hiện đến thời điểm này thì những cái văn bản và những cái tuyên bố của Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang còn ở nằm ở trên bàn của Liên Hợp Quốc. Và chúng ta đến thời điểm này thì tôi đưa ra một cái những cái dẫn chứng về cái thời điểm mà sau cái sự kiện 1975, 1974 đó, và đến tận sau đó nhiều năm ấy, tức là đến 1988 ấy, thì việc mà Trung Quốc tiếp tục tấn công và cướp những cái quần đảo, cướp những cái đảo như là đảo Gạc Ma và một số đảo tiếp theo ở cái khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thời điểm đó thì cái việc mà cướp đảo Gạc Ma và cướp một số các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì những cái thông tin nó rất là ít, thông tin trên trên cái mạng xã hội thời đó là nó chưa có mấy. Và cái việc mà thông báo về cái việc cướp đảo Gạc Ma của Việt Nam và 64 chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh bởi đạn pháo của Trung Quốc
đánh chiếm, tấn công khi họ đang vận chuyển các cái trang thiết bị và xây dựng cái đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thì trên cái đảo Gạc Ma ngày xưa nó chỉ là cái đảo nổi, khi mà cái chiều nó xuống thì Gạc Ma nó dâng và nó nổi lên. Thế thì các bạn có thể xem những cái clip mà ở trên mạng xã hội. Các bạn có thể gõ ở trên Google những cái từ khóa ví dụ như là Gạc Ma, hải chiến Gạc Ma, thì các bạn sẽ thấy cái Trung Quốc người ta dùng tàu chiến và những cái pháo 37, 67 ly người ta bắn mà các chiến sĩ vận tải, những chiến sĩ của chúng ta vận chuyển ra trang thiết bị ra để xây dựng, thì nó bắn thẳng vào và gần như là hy sinh toàn bộ đó. Sau cái trận Gạc Ma là 1988 đó, thì mãi về sau này, khi mà cách đây khoảng 15 thì cái chính phía Trung Quốc tung lên những cái clip về cái hải chiến Gạc Ma, thì cộng đồng mạng và người dân Việt Nam chúng ta mới thấy được, mới biết hiểu rõ thông tin về cái vụ việc này. Và sau này thì chúng ta mới biết được rằng là còn một hai người mà không chết trong vụ đó thì bị Trung Quốc bắt giữ và giam, và sau này trả lại cho Việt Nam. Trong đó có một anh ở trong Đà Nẵng, tôi cũng quên mất tên. Và cái việc mà sự việc nó được bạch hóa cái thông tin thì chỉ mãi về sau này đó. Và đến năm ngoái thì tôi được dự một cái hội thảo về cái luật biển quốc tế ở tại 39 Hàng Buồm, do anh Hoàng Ngọc Giao là viện trưởng viện chính sách ấy, chủ trì. Thì rất nhiều thông tin chúng tôi được nắm thêm về cái việc quần đảo Trường Sa của chúng ta bị Trung Quốc tấn công và cướp thêm bao nhiêu đảo, và Trung Quốc đã triển khai xây dựng, lấn chiếm, xây dựng và bồi đắp từ năm 2012 cho đến 2015 thì diện tích nó bao nhiêu, nó tăng lên rất nhiều, nó khoảng hơn 60 hecta những cái vật lực, cái lượng mà đảo họ bồi đắp bằng họ bơm cát rồi họ đổ bê tông, họ gia cố. Các bạn cũng biết rằng hôm cái này vài hôm thì các báo chí quốc tế, và nhất là lấy tin từ Mỹ, từ các cái thông tin từ báo của bên Mỹ cho biết rằng là Trung Quốc ấy, tăng cường các cái trang thiết bị quân sự ở trên cái đảo mà họ chiếm được và họ bồi đắp và xây dựng ở tại khu vực Trường Sa. Đấy, họ bố trí các cái pháo ấy, các cái pháo mặt đất, nó ý nộ rõ cái ý đồ là có thể tấn công mặt đất, tấn công ở trong cái tầm gần vài chục cây số chẳng hạn. Thì đấy, thì nếu mà các bạn có xem thông tin ở trên các cái mạng xã hội, các bạn thấy rất là rõ cái việc mà Trung Quốc họ ngang ngược và họ bất chấp các cái luật pháp quốc tế. Ngay sau khi cách đây vài tháng, các bạn biết là cái phán quyết của tòa PCA, tòa trọng tài quốc tế, phán quyết về cái việc mà vô hiệu hóa cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, họ tuyên bố chiếm 85% diện tích Biển Đông. Thì tòa án quốc tế đã chính thức là phán quyết sau cái vụ kiện mà người Philippines họ kiện, và tòa đã xử cho cái việc mà Philippines kiện là thắng. Thế nhưng mà ngay sau cái việc mà tòa PCA phán quyết vô hiệu hóa cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ấy, thì đến thời điểm này cũng đã thậm chí là đến nửa năm rồi. Thế nhưng mà cái việc thực thi chủ quyền của các quốc gia mà liên quan đến khu vực Biển Đông thì cũng chưa tiến lên một cái bước nào cả. Và phía Việt Nam chúng ta thì tôi chưa thấy, quan sát cũng chưa thấy là các cái động thái của chính phủ của anh Phúc đã làm cái gì trong cái việc mà triển khai xử lý các cái tồn tại từ thời mà Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, và tiếp theo là cái việc họ cướp những cái hòn đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó. Thì đến thời điểm này tôi chưa thấy cái việc mà các anh ấy chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện, hay là cái việc mà lục lại những cái hồ sơ, những cái văn bản pháp lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa để xem là cái phương án giải quyết sẽ giải quyết các cái tồn tại, tức là cái việc cưỡng chiếm Hoàng Sa của chúng ta từ năm 1974 nó giải quyết bằng cách nào. Và cách đây khoảng 8-9 tháng gì đó, tôi cũng thấy có một cái buổi hội luận ở trên BBC gồm có các giáo sư của Việt Nam, một số anh giáo sư, anh Hoàng Ngọc Giao và một ông giáo sư gì mà hội trưởng hội nghị hữu nghị Việt Trung, quên mất tên rồi, mà cũng có hai ông giáo sư ở bên Mỹ. Thì hội thảo và cũng hội thoại trên BBC, cái chủ đề này chúng ta sẽ giải quyết, tức là chúng ta sẽ đưa vấn đề Hoàng Sa và vấn đề Trường Sa ra quốc tế giải quyết theo cái phương án nào, phương án mà khởi kiện song phương, giải quyết song phương hay là giải quyết đa phương đó.
Thì qua đó thì tôi cũng thể hiện cái quan điểm, ủng hộ cái quan điểm của anh Hoàng Ngọc Giao là viện trưởng về chính sách ấy. Anh cũng là người mà hiểu rõ những cái về luật biển quốc tế. Thế tôi ủng hộ cái phương án là phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế dựa trên những cái chứng cứ pháp lý từ thời mà Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên bố ngay sau thời điểm mà Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của chúng ta năm 1974, 19 tháng 1 năm 1974. Đó. Còn có một số giáo sư, một ông giáo sư gì mà viện trưởng, cái hội trưởng hội hữu nghị Việt Trung ấy. Ông này tôi ông gì Cao Đàm gì đó, hình như là ông Vũ Cao Đàm gì đó thì phải. Ông ấy nói rằng là sẽ đưa vấn đề Hoàng Sa ra để xử lý song phương, tức là mời Trung Quốc đến để đàm phán cái việc mà Trung Quốc đã cướp cái Hoàng Sa của chúng ta năm 1974. Thế tôi trên cái quan điểm của người làm báo thì tôi phản đối cái quan điểm của ông giáo sư mà hội trưởng hội hữu nghị Việt Trung này. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề Hoàng Sa song phương với Trung Quốc được. Không thể có chuyện là nhà anh mà đang có sổ đỏ hẳn hoi mà lại có một thằng nó đến nó cướp nhà anh xong lại anh mời nó đàm phán song phương được. Thế thì chúng ta dựa theo các cái chuẩn mực luật pháp gì, đúng không? Một quốc gia hay là một thế giới đều có những cái luật pháp, những cái chuẩn mực về luật pháp. Người Mỹ thì có luật của người Mỹ. Người ta ai mà bước qua hàng rào là họ có thể bắn, họ có thể bắn. Một thằng cướp hay là bất kể một người nào mà xâm phạm chủ quyền là họ có thể bắn. Nhưng mà trong cái tình huống của chúng ta là người Việt Nam thời thời điểm ngay cả thời điểm bây giờ ấy, chúng ta là một một cái đất nước, một quốc gia nhỏ và một thằng cướp nó rất là lớn như là Trung Quốc, nó cực kỳ lớn. Chúng ta có thể bắn nhưng mà chúng ta không đủ đạn, không thể đủ đạn để bắn. Thế vậy chúng ta phải phải đem ra là quốc tế, phải báo công an phường, một thằng đến cướp nhà mình thì phải gọi công an phường đến, đúng không? Thì đó là luật pháp nó nằm ở chỗ đó. Thì một quốc gia mà có chủ quyền ngay tại thời điểm năm ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì Hoàng Sa đang thuộc chủ quyền, đang thuộc quản lý của Việt Nam Cộng Hòa vì nó ở bên trong vĩ tuyến 17. Thế thì việc mà cưỡng chiếm, cướp cướp Hoàng Sa và Việt Nam Cộng Hòa tại thời điểm đó bị tổn thất và bị phải rút chạy vì không chống lại được cái thế lực rất lớn từ phía Trung Quốc. Đó. Cái tiềm lực về quân sự tại tại thời điểm đó. Thế thì ngay sau đó thì Việt Nam Cộng Hòa đã có những cái văn bản và đến bây giờ những cái văn bản nó đang còn nằm ở trên bàn Liên Hợp Quốc. Thế thì bây giờ những cái Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau khi 1975, 1974 và 1975 mà thống nhất, gọi là thống nhất đất nước ấy, thì các anh tiếp quản tất cả những cái hồ sơ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa về quản lý quần đảo Trường Sa và tất cả những cái văn bản, tất cả những cái thông báo về pháp lý của phía Việt Nam Cộng Hòa đang để trên bàn Liên Hợp Quốc. Và lẽ ra thì bây giờ chính phủ của Việt Nam xã hội chủ nghĩa là các anh phải mang cái hồ sơ cũ đó ra, phải mang ra quốc tế để khởi kiện, đúng không? Khởi kiện ra quốc tế. Đó cũng là cái quan điểm của anh Hoàng Ngọc Giao là viện trưởng viện chính sách và anh ấy hiểu rõ về luật biển quốc tế và tôi cũng ủng hộ cái quan điểm đó. Thế nhưng tại thời điểm này chính phủ anh Phúc thủ tướng thì tôi cũng chưa biết là cái ấy mà các anh chuẩn bị hồ sơ đến đâu được và các anh chuẩn bị để khởi kiện hay là giải quyết vấn đề Hoàng Sa ra sao, Trường Sa ra sao, trong khi cái tòa PCA là người ta đã phán quyết cái đường lưỡi bò rồi. Và chúng ta theo dõi trên mạng xã hội thì liên tục thấy Trung Quốc có những cái biểu hiện gây hấn, mang tàu chiến, mang máy bay hạt nhân, đạn hạt nhân đi để đi vòng quanh đường lưỡi bò, rồi liên tục có những vụ bắn giết ngư dân Việt Nam, cướp tàu, cướp thuyền. Thế thì không hiểu là cái quản lý lãnh thổ của chính phủ Việt Nam và các cái lực lượng hải quân rồi là cảnh sát biển và chúng ta thì hàng ngày chúng ta quản lý lãnh thổ như thế nào? Đó. Thì nhân cái dịp mà những cái sự kiện mà Trung Quốc liên tục thể hiện những cái gây hấn ấy, cái ra biển cướp cướp tàu, cướp cả những cái tàu nghiên cứu hải dương của Mỹ. Và ngay hôm kia tôi có nói là cái việc mà các anh cướp cướp những cái tàu nghiên cứu, tàu ngầm không người lái đó thì nó chỉ là cái bẫy đó, rơi vào cái bẫy của Mỹ. Người Mỹ thì không không phải là những cái anh gà gô về về trong các cái lĩnh vực gián điệp và các cái thiết bị trang thiết bị nghiên cứu biển hải dương. Người Mỹ là một cái quốc gia mà có thế mạnh số 1 trong lĩnh vực mà hoạt động trên biển và ngay cả trên không đó. Những người Trung Quốc thì chưa có cái tuổi gì để mà đuổi theo người Mỹ trong cái mảng này cả. Thế là tôi nghĩ là cái việc mà họ giả vờ để cho anh ra anh ăn trộm một cái tàu, ăn trộm cái thiết bị ở cái lãnh trong khu vực mà lãnh hải quốc tế thì thực ra là một như là cái hành động của một ông người lớn và một thằng trẻ con, một con nít ấy. Người Trung Quốc nó giống như một đứa trẻ con ấy. Ra biển, ra khu vực quốc tế mà ăn trộm, ăn cắp,
ăn cắp những cái trang thiết bị của quốc gia khác. Thế bây giờ hôm nay thì trên báo các bạn biết là Tập Cận Bình đã phải chỉ đạo là phải trả lại cái tàu lặn của Mỹ đó. Thế chúng ta thấy như nào? Mặt dày, một quốc gia lớn, dân số lớn nhất hành tinh mà có những cái hành vi mọi rợ, tức là không tuân thủ các cái chuẩn mực về luật pháp quốc tế, ra biển, ra khu vực lãnh hải quốc tế để ăn trộm, ăn cướp. Đó. Thế thì một quốc gia thế thì như vậy thì có xứng đáng để những quốc gia văn minh người ta quan hệ hay không? Việt Nam có xứng đáng để Việt Nam nhận là bạn vàng hay là quan hệ như vậy không? Anh có một người đàng hoàng thì có ai mà đi quan hệ với một thằng cướp, một thằng mà ra đường ăn cướp và không tuân thủ bất kể một cái luật pháp chuẩn mực gì cả, chuẩn mực luật pháp nào hết, đúng không? Đấy, tôi quay lại vấn đề mà giải quyết. Thực ra cái báo chí của Việt Nam ấy trong thời gian gần đây rất nhiều anh chị em báo chí dùng những cái từ ngữ nó không đúng chuẩn mực, tức là vấn đề Hoàng Sa và vấn đề Trường Sa. Chúng ta có cơ sở pháp lý, đó giống như là ngoại giao của Việt Nam ấy, liên tục nói trên truyền thông là chúng ta có cơ sở pháp lý về việc là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đúng không? Thế thì các anh chị báo chí, có rất nhiều anh chị là dùng những cái từ ngữ nó không đúng chuẩn mực. Các anh chị dùng những cái từ tranh chấp Hoàng Sa và tranh chấp Biển Đông, những cái từ đó không đúng. Quan điểm của tôi năm 2011 thì chúng tôi có mời bác Nguyễn Nhã, bác tiến sĩ Nguyễn Nhã ở trong Sài Gòn ra, thì bác là người mà bảo vệ cái luận án tiến sĩ về chủ đề Hoàng Sa và Biển Đông, và nói rằng chúng ta có đầy đủ các cơ sở pháp lý về vấn đề về chủ quyền Biển Đông, thì chúng ta chỉ là xác lập cái chủ quyền thôi, thì không có chuyện tranh chấp. Việt Nam đâu có tranh chấp với ai đâu, đúng không? Hoàng Sa của chúng ta là Trung Quốc cưỡng chiếm, ăn cướp Hoàng Sa của chúng ta là ngày 19 tháng 1 năm 1974. Đó, chúng ta đâu có tranh chấp gì với Trung Quốc. Nhưng bây giờ các bạn báo chí của Việt Nam, rất nhiều bạn dùng từ không đúng, sử dụng cái từ tranh chấp biển đảo. Chúng ta không tranh chấp với ai cả. Và chúng ta bây giờ chỉ có là xác lập chủ quyền. Việc xác lập chủ quyền Biển Đông và các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta cần thể hiện bằng những văn bản pháp lý. Chúng ta cần đưa sớm, chính phủ Việt Nam cần phải tập hợp các cái hồ sơ thật sớm để đưa ra quốc tế để khởi kiện Trung Quốc. Và thậm chí là chúng ta có thể mời Việt Nam Cộng Hòa, đại diện của Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại để đứng ở vai trò pháp lý để khởi kiện Trung Quốc để đòi lại Hoàng Sa. Đó, vì cái tư cách của Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ tư cách pháp lý để đòi, để đứng ra. Việt Nam Cộng Hòa bây giờ thực tế là một chính phủ lưu vong, một chính phủ đang phải lưu vong. Và tôi cho rằng cái việc mà pháp lý, các cái chứng cứ và các cái vấn đề pháp lý thì người ta vẫn đủ tư cách pháp lý để đứng ra khởi kiện người ta quốc tế và đòi lại cái Hoàng Sa. Đấy. Thực ra thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang là một chính phủ lưu vong và họ vẫn là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải nhớ là như vậy. Và tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cần sớm tập hợp hồ sơ và thậm chí là có thể là mời đại diện của Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại để giải quyết vấn đề Hoàng Sa với Trung Quốc. Đó. Thì trong một cái buổi cà phê chủ nhật này thì tôi muốn chia sẻ cái quan điểm và một số cái thông tin liên quan đến vấn đề Biển Đông, liên quan đến vấn đề Hoàng Sa mà thời gian gần đây thì nó càng ngày nó càng trở nên nóng bỏng, tại vì cái sự gây hấn của Trung Quốc và các cái chuyển biến của các cái quốc gia liên quan đến Biển Đông, ví dụ từ Philippines, Malaysia, rồi các quốc gia mà liên quan đến cái khu vực chung đó. Thì bước khởi đầu là Philippines đã khởi kiện và đã thắng kiện và tòa quốc tế đã phán quyết. Thế bây giờ Việt Nam cũng chưa có chuẩn bị hồ sơ gì đó. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài thông tin để chúng ta cùng theo dõi. Ai quan tâm thì cũng tìm thêm thông tin để cùng chia sẻ với nhau. Vâng.